Xin chào tất cả các anh em đã quay lại kênh của mình. Lời đầu tiên chúc anh em sức khỏe, bình an và thành đạt. Hôm nay em sẽ giới thiệu với anh em cái mẫu súng ná cao su tự chế. Cái này bắn dây dẹp nha anh em. Thì cái này là phiên bản K2 thôi, em chế lại một xíu. Có nghĩa là em tự chế một cái cánh phượng bắn dây dẹp. Hôm nay em quay để chia sẻ với anh em. Cái cánh phượng em cắt từ cái nhông xích xe máy. Đây, thay từ cái cánh nhập khẩu qua cái cánh tự chế đây anh em thấy không? Đây, cái cánh này là làm từ nhông xích xe máy. Em cắt ra thì nó được 4 mảnh nè. Đây, hai mảnh này thì làm hai cái cánh lớn. Thì cái này có thể khoan lỗ để làm bắn dây bộ được. Đó. Mà ở đây có hai mảnh nhỏ thì em tận dụng hai mảnh nhỏ này để em gắn dây dẹp để em quay cho anh em xem nhé. Anh em ngừng lại tầm 2 giây, bấm like clip và bình luận hay là đăng ký kênh để ủng hộ em nhé. Bây giờ em sẽ test thử cái súng ná cao su này cho anh em xem nó chuẩn như thế nào nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành test. Ở đây thì em có chuẩn bị một số cái bi 7 ha. Bi 7 hoặc bi 8 đều được. Trong trường hợp mà anh em chơi cái dây này dày hay mỏng thôi. Cái cánh phượng này á, nó trượt được rất là ok, nhưng mà em có bắn thử em thấy là không cần dùng chân đạp luôn anh em, dùng cái tay mình trượt luôn. Tại vì cái này nó nhẹ thôi, nó không có nặng như là cái bộ dây nông. Đây, chúng ta cũng móc bi vào, móc vào cánh phượng và dùng tay đẩy lên. Rồi, móc rồi. Đó, anh em thấy không? Nó cũng y như là cái thôi, nhưng mà nó bắn dây dẹp thôi, không khác gì. Nhưng mà theo như em test máy phát vừa rồi thì em thấy rất là mạnh ha. Rất là mạnh. Em sẽ chỉnh lại cái cam rồi em test thử hai chai nước đằng kia cho anh em xem. Đây, để cam đây nha. Tốt thứ nhất nha anh em. Đó, rất chuẩn nha anh em nha. Đây này. Anh em có thể để luôn cái cánh đó rồi kéo cái dây này về, nhưng mà vậy này nó hơi khó nên mình sẽ dùng tay. Mình sẽ dùng tay nha. Đẩy vào. Bây giờ chúng ta sẽ bắn phát thứ hai nha. Đó, trúng rồi anh em, trúng ở trên cái miệng chai á. Xíu mình sẽ quay cho anh em xem. Rất mạnh nha, trúng bể nát cái chai luôn á. Rất mạnh. Cái này thì gắn laser vào thì bắn phải nói là rất ok. Giờ anh sẽ bắn phát thứ ba. Rồi, đó. Đây nè. Phát thứ nhất trúng ngay đây. Đổ chai. Phát thứ hai là trúng cái miệng chai. Rồi, phát thứ ba là trúng ở dưới thấp tí nè. Phát này là nó lủng chai luôn, chai này nó mỏng, nó lủng luôn. Phát thứ nhất là bắn hơi cao, phát thứ hai bắn xuống thấp tí là nó lủng luôn, cái chai này lủng nè.
Bây giờ thì chúng ta sẽ đây đáng ra là bắt ốc, nhưng mà em bắt bằng cái cộng dây kẽm này. Chốt cứng luôn. Do không có tính toán em hàng nó hơi hẹp nên em đập ra mọi người, nên là cái lỗ khoan nó không có được chuẩn. Chúng ta bỏ cái lò xo vô chúng ta mới đập ra được, đóng ra được. Đây. Ở đây thì chúng ta ép lại bằng một cái ống hút, hoặc là cái ống này trong kim tiêm. Kiếm cái ống hút cũng được, ống cái bút gì cũng được. Để cho nó đỡ đừng có quạt ra bẹt ra đó mọi người. Cho cái trục nó đi qua. Rồi, đơn giản thôi mọi người, cho cái trục đi qua cái lò xo được là chúng ta đóng qua thôi. Rút cái này ra. Đó. Bây giờ nó đã hình thành một cái cò đây nè. Rồi, như vậy là chúng ta đã xong một cái cánh phượng tự chế ha. Thử vào. Đây cây K2 anh hay gửi cho anh em đó. Ok anh em, móc vào rất ok. Rất ok. Rất chuẩn nha anh em. Rất dễ ngắm, rất chuẩn luôn.